Xin chào tất cả các bạn đã quay kênh, trở lại kênh Xin Kẹo Vlog. Yeah! Và hôm nay mình có một trò chơi dành cho Sông Bảnh. Đó chính là chơi quản sushi. Nếu ai thua là sẽ bị nhuộm tóc nha các bạn nha. Quản sushi. Và các bạn biết trong tay mình có cái gì không? Trong tay mình có một con lợn mua 200.000 đô đấy, trị giá 2.000 đô đấy. Và trong tay các bạn biết mình có cái gì nữa không? Có con Lamborghini đấy. Các bạn nhìn thấy đi không? Kinh không? Ôi, men. Và các bạn trong tay mình biết có gì không? Xẻ trộn bê tông mua trị giá 1.500 triệu. Các bạn thấy kinh không? Và các bạn biết mình không? Rồi, mua người văn xử. Và hôm nay mình sẽ làm một clip thi quản sushi. Nếu ai thua sẽ bị nhuộm tóc nha các bạn nha. Đây là lọ thuốc nhuộm của mình, trị giá trên thị trường có nghĩa là trị giá 10.000 đô. Nói như nào nữa? Và bắt đầu bây giờ mình sẽ bắt đầu chơi cuộc thi quản sushi. Sông Bảnh ơi, ra đây chơi nha, mình chơi quản sushi. Nào, mình để thuốc rồi. Nào, các bạn nha. Nào, 1, 2, 3, xì, 4, dùng kèo rồi. Quản sushi, sushi. Ôi, mình biết ra mình vô hành kèo rồi. Sushi, sushi. Chết ra mình vô 3 kèo rồi các bạn ơi. Mình chết ra còn 2 kèo nữa thôi đấy. Sushi, sushi. Chết ra, hôm nay mình phải thua rồi. Dùng kèo cuối cùng này các bạn ơi. Ôi, giờ tối mình thua rồi các bạn ơi. Và bây giờ mình hôm nay mình sẽ phải nhậm tóc rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị nhuộm tóc đỏ các bạn ơi. Chết ra rồi, món này chết rồi, gai rồi. Tóc món này bẹp tẹp cho một trận rồi. Các bạn ạ, tôi vừa chơi một trò chơi quẩn tụ gì mới là sơn. Và nó đã thua tôi 5 kèo rồi. Giờ tôi sẽ nhuộm tóc của nó màu đen. Giờ tôi sẽ cho chuyển sang màu đỏ, tôi sẽ chuẩn bị củi nó rồi. Nhất, hai bạn thích nhuộm. 2, 3, và vòng tay mình sẽ chuẩn bị cho cụ này để chạy lúc mình tóc đây này rồi đón. Và bây giờ tôi sẽ đổ thuốc ra để nhuộm cho sơn. Đấy, các bạn thế để thuốc nhuộm trắng phải tẩy lên màu. Tôi đổ thêm một lọ. Bây giờ tôi sẽ đeo tay để đổ thứ hai vào. Mùi mùi lây tí ra cái như này chịu nào được. Ôi một lọ hai đây mà tôi thì đủ lọ hai vào. Để nhộn giống như này nha. Nhuộm gì mà kiểu nhiều quá hạn nó sao nhưng mà tuyên màu không ra màu nè. Rồi các bạn, đây đấy, mình đã đổ hai lọ chất vào đây thì được rồi. Các bạn thấy gì đấy đây? Rồi, và tôi giờ đặt với xong rồi, giờ tôi sẽ gọi sơn ra đây để nhuộm tóc cái sơn.
ơi, đúng lắm ơi. Vào đây anh nhột tóc con nào. Em ơi. Ơi, đấy, giờ mày thua mày phải chịu phạt thôi. Yeah, em nhuộm hốt năm về phải đánh đây à. Đã có chơi thì có chịu. Ừ, sợ điểm, nhuộm đi à. Đây. Đây các bạn nào, mình bây giờ mình sẽ nhuộm tóc nha các bạn nào. Đấy. Nhuộm sợ mày ăn đuổi lắm các bạn. Đấy, bây giờ mày phải nhuộm. Đấy, đi. Nào, đúng vào đây. À, đây anh nhuộm đi. Hôm nay ta nhuộm cho mày đẹp hơn cả những gọi là các cao thủ nhuộm tóc trước đây gọi là bô lô kinh tắc tắc đi luôn nhé. Phép nhuộm sống mồ ghê kêu chứ chảy mặt quá nha. Vâng, bây giờ mình sẽ nhuộm tóc nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ nhuộm tóc. Nhà mấy anh Sơn giờ nhuộm cho mình màu gì đây? Để anh ra xem. Nhìn đầu rồi quá. Tại anh ngồi thuốc hả? Nào hỏi nghe đây. Trời ơi, Sơn ơi, đây là áo rồi, ta làm nào giờ? Chạy nhá. Để anh rửa cho ạ. Ôi dồi ôi, đổ hết nữa. Nó quả bắt thuốc anh rồi. Ơi, mẹ anh xem vừa em rơi ra áo mình bẩn hết áo đi thôi. Nào, đứng im. Nhiệm mình thôi, mình chết thôi. Nó yếu không? Nó đều quá. Nó đều đều quá. Ờ, nhiệm buồn. Sao nó nhiệm chứ? Địch, bán nước của anh mà mày cứ đổ vào đây thế nào? Nào. Gì anh nhuộm đầu em kiểu gì đây? Kiểu gì đẹp thế này gì nữa? Anh nhuộm đi đâu rồi? Nhuộm mày cả chân lên tóc, cả từ trên đến dưới nhìn nó oách đẹp. Đấy. Mà ba anh trả mình trước con, chả nó bết vào mình mày. Các bạn ạ, nếu mà ăn muốn nhuộm tóc thì gọi cho mình nhá. 0382, ngày mai sẽ có á, các bạn ạ. Đấy. Mình nhuộm đẳng cấp rồi. Các bạn không phải lo đâu, nhuộm rất là đẹp luôn. Đấy, chả nào ngoài ra. Mua thứ nhuộm luôn này. Mày rất chi nó mua gì của gì đó. Đâu xe tóc cũng được à. Chồng bòi. Đi ra chẳng xem gì im nóng thế. Tức để em tự không. Ấy tao kia này anh nhận như đúng rồi.
các bạn, mình nhuộm quá kia đẹp luôn, đẹp tuyệt vời, tuyệt lung linh luôn đấy. Đấy, như này mình nhuộm vuốt các bạn ấy, nhìn rất chia đẹp trai, thoải mái. Nhuộm ngon nhỉ anh, nhuộm. Không vừa nữa, thôi rồi, giờ ra thật phơi nắng này. Nó vô hay là mình lấy bật lửa mình khò đầu cho nó nhanh khô nhỉ. Nè, các bạn đúng không? Nên cái này ở trời nóng thì là nó mới tóc nó mới nhanh khô được, nhưng mà trời hôm nay nó không nóng, nó không nắng, người lên bên đường khò thôi. À, em ơi, ra tôi khò được không? Chẳng khò gì hết, anh làm khò quá nhói nhé. Đầu và khe thì anh chơi chứ không, em sẽ trả thù anh nhá. Ok. Đó. Được. À sao em sẽ trả thù anh cho đầu anh nhanh đúng, đầu anh nhanh si quá. Này thì tích tóc vàng này. Được. Đây là màu đỏ tia đậm, các bạn hãy đợi xem tôi đọc nó thế nào nhé. Cách dùng: một, gội đầu sạch và sấy khô tóc. 2. Trộn một phần kem nhuộm và một phần gen Poreto D trong vật chứa bằng nhựa, không sử dụng vật chứa bằng kim loại. Trộn đều, thật đều. 3. Mang bao tay thoa kem nhuộm tóc lên tóc và trải đều. 4. Đợi khoảng 15 đến 30 phút bạn có màu tóc đỏ tiến lợi. 35 đến 40 phút màu đỏ tiến đậm. Gội tóc thật. Các bạn ạ, thằng này thua thì nhuộm tóc nó còn đẹp trai ra ấy. Nhìn nó không xấu đi, mình chẳng được cái gì mà nó được kinh khủng luôn. Được nhuộm tóc thằng Hoàng ngoài đẹp. Khó à. Và mình giờ theo lên mình thấy tóc nó này nhanh khô để xem kết quả như thế nào nhé các bạn nhé. Nhanh. Ngồi đây. Thôi thì em thấy. Cảm thấy có hẳn đấy. Không thôi. Ngồi đây không thấy đấy. Rồi. Rồi. Này. Thấy này. Tao thử thấy rồi. Không, em thử thấy rồi. Không, em thử thấy rồi. Ôi, các bạn nhìn thấy không? Mình anh sẽ tóc cho mình. Vâng, hoặc là mình đang có xe à. Cưới quý. Đấy. Cái này thích không? Đấy, chạy như thế. Đấy, quý. Clip vui thôi nha các bạn nha. Nếu các bạn thấy clip của mình hay, like, comment, nhớ chia sẻ nhớ nha. Bye và xin chào tất cả các bạn.